di tích lịch sử cách mạng hầm bí mật thị ủy Rạch Giá, còn gọi là mộ hầm bí mật phường Vĩnh Hiệp, nằm tại khu phố Giải Ốc, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đây là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, gắn liền với hoạt động cách mạng của thị ủy Rạch Giá trong kháng chiến chống Mỹ. Năm 1966, để đảm bảo an toàn cho các hoạt động cách mạng, ông Lâm Văn Phải, một cán bộ nội thành, đã cho xây dựng một hầm bí mật ngay dưới mộ đôi của ông bà nội. Việc đào hầm được thực hiện bí mật vào ban đêm và chỉ một số ít người thân biết đến. Hầm này được sử dụng để ẩn náu và lưu trữ vũ khí phục vụ cho cuộc tấn công mùa xuân năm 1968 vào Rạch Giá. Sau khi bị quân Ngụy phát hiện, hầm bị đánh sập và những người liên quan đều bị bắt, trong đó có ông Phải và một số cán bộ khác, sau đó bị đày ra Côn Đảo. Sau năm 1975, gia đình ông Phải đã sửa sang lại phần mộ của ông bà và lắp hết hầm bí mật. Di tích hiện nay chỉ còn lại hai ngôi mộ với dòng chữ "Hầm bí mật thị ủy Rạch Giá" khắc trên bia. Di tích này là chứng tích của sự kiên cường, đoàn kết giữa cách mạng và nhân dân, góp phần quan trọng trong lịch sử đấu tranh chống Mỹ của dân tộc ta.